xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh nhà đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt trên đường nội bộ Quang Trung thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá và ngay tại vị trí này mình xin giới thiệu với các bạn một nền đất thổ cư và nền đất này thì được chủ đầu tư họ đã xây sẵn một cái nhà tiền chế và hiện tại chủ đầu tư đang rao bán nền thổ cư này và tặng kèm luôn nhà tiền chế nếu mà các bạn có nhu cầu muốn tái sử dụng và đây là vị trí của đường nội bộ Quang Trung đoạn nằm ở phía trước là đất đường nội bộ có độ rộng khoảng năm mét rưỡi đường này thì xe ô tô có thể ra vào rất là thoải mái nha các bạn ở phía trước là một cái xe ô tô nè và còn khoảng trống rất là nhiều luôn nha đây là vị trí ở xung quanh khu vực là đất Nền đất thì có cái phần lề được chừa là khoảng 4 mét phần lề này các bạn có thể đậu được xe ô tô và bây giờ mình đang có mặt ở phía trước vị trí của căn nhà tiền chế được xây trên cái nền đất về diện tích thì nền đất có chiều ngang là 5m và chiều dài là 18m thổ cư 100% tức là chúng ta sẽ có tổng cộng là 90m2 để xây dựng và sử dụng nền đất có hướng chính là hướng Tây Nam và đây là vị trí phần mặt trước của căn nhà tiền chế thì chủ nhà đang xây dở dưới chừng các bạn cửa là cửa sắt nè và đất họ đã rào trắng đã rồi khóa rồi, rồi nên không vào bên trong được nếu các bạn có nhu cầu sử dụng thì chủ đất cũng sẵn sàng tặng lại hết toàn bộ những cái cơ sở hạ tầng ở đây tức là cái nhà thiết chế này nè về thương lợi giao thông thì nền đất nằm ở trên một con đường nội bộ thuộc đường Quang Trung và con đường này thì cũng gần với khu vực trung tâm của phường Vĩnh Quang các bạn gần với trường Mùng Long Bình Minh nè à thứ hai là gần với khu vực cầu bầm Trư mới và từ đây thì các bạn có thể đi ra ngoài lộ Liên Hương cách rất là nhanh chóng đường xá rộng rãi lộ rộng 5 m rưỡi xe ô tô vi vu và hiện tại chủ đất đang chào bán là đất này với mức giá là 1 tỷ 500 triệu đồng có thương lượng và đồng thời tặng kèm luôn phần nhà tiền chế nếu các bạn có nhu cầu tái sử dụng đồng thời chủ đất cũng hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên gọi ngay nhé video clip của mình đến đây xin được kết thúc xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo